Suối nguồn tuệ giác kỳ 4 thành công rực rỡ. Trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang ưu phiền lo lắng, còn trong thâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô ngờ, chẳng đường bước đi còn bất ngờ, và để ngươi cao vẫn đón chờ, chờ ngày ta bước chân lên. Em đến từ đất chè Thái Nguyên, năm nay em 20 tuổi ạ. Em là Thảo ạ. Em là Diệp, cả hai đứa đều đến từ Hưng Yên ạ. Ngày hôm nay em cảm thấy rất là vui khi được tham gia khóa tu suối nguồn tuệ giác kỳ 4. Bọn em là leo núi này, lên chùa Đồng xong rồi tham gia lễ tắm Phật. Khá là mệt nhưng mà vui anh ạ. Nếu mà có lần sau thì em chắc chắn sẽ tham gia. Xin chào tất cả mọi người. Xin tự giới thiệu, chúng em đến từ đoàn Thái Nguyên, đến với suối nguồn tuệ giác kỳ 4. Bọn em về đây cảm thấy rất là bình yên ạ.
Nếu mà còn cơ hội thì bọn em sẽ tham gia nhiều lần nữa. Bọn em sẽ tham gia bằng 100% sức lực và sẽ giới thiệu cho mọi người biết đến khóa tu của Yên Tử ạ. Đoàn Thái Nguyên xin chào suối nguồn Tuệ Giác kỳ 4. Yeah! Theo như cảm nhận cá nhân của em về khóa tu suối nguồn Tuệ Giác kỳ 4 cũng như là hành trình leo lên đỉnh Chùa Đồng ngày hôm nay của tất cả các bạn khóa sinh thì em thấy là mọi người đều rất là vui vẻ. Mặc dù là có đôi chút thấm mệt vì là chắc là cũng nhiều bạn lần đầu đi leo đỉnh Chùa Đồng, nhưng mà em thấy là nhìn chung là mọi người đều rất là vui vẻ và hoan hỉ, và mọi người kiểu rất là mong muốn sẽ được quay lại Chùa Đồng thêm nhiều lần nữa trong các khóa tu sắp tới ạ. Em cảm ơn ạ. Ở đâu? Đi lên trời chăng? Đi xuống biển chăng? Đi đông đi tây, đi nam đi bắc, cuối cùng chân hạnh phúc ở ngay tại tâm ta. Cũng là lời của Phật Hoàng Trần Nhân Tông: Phật trong nhà chẳng phải tầm xa, nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật, chỉ mới hay chính Phật là ta. Năm đó tên lòng gửi trao một người sâu đi biết bao điều chưa nói, để rồi bao lỡ chẳng hay đâu thời gian trôi, đến khi đoạn đường chia đôi thì đã xa xôi. Gặp được nhau bước bên nhau dù có ngắn ngủi mà đậm sâu, xuân thời có nhau mới rạng ngời nụ cười khắc trên bờ môi. Dù mai sau có thương đau, ta vẫn sẽ chúc cầu cho nhau. Đồng nhiên thì cho mong rằng có ai từng nhìn phía trước sẽ đi xa xa hoa ngập tràn. Những tháng năm đó đem lòng gửi trao một người, cất sâu đi biết bao điều chưa nói, để rồi bao lỡ chẳng hay đâu thời gian trôi, đến khi đoạn đường chia đôi thì đã xa xôi. Gặp được nhau bước bên nhau dù có ngắn ngủi mà đậm sâu, xuân thời có nhau mới rạng ngời nụ cười khắc trên bờ môi. Dù mai sau có thương đau, ta vẫn sẽ chúc cầu cho nhau, mong rằng quãng đường phía trước sẽ được sáng sẽ huy hoàng như pháo hoa ngập tràn. Nếu như có điều ước, mong rằng ta sẽ trở về một lần nữa được sống lại nơi tháng ấy. Người từng hứa sẽ mãi bên tôi giờ nơi đâu, có lúc nào nhớ đến nhau? Hồi ức chấm xuân dịu dàng là hành trang tôi mơ. Gặp được nhau bước bên nhau dù có ngắn ngủi mà đậm sâu, xuân đời có nhau mãi dạng đời người khác trên bờ. Yeah.
rằng mây trôi sớm mai. Việt Nam chúng tôi rất đẹp, một dải chữ S uốn quanh, đồng xanh thăng thanh cò bay. Dù thời gian trôi rất nhanh, tình yêu trong tôi lớn dần. Nhìn về quê hương dấu yêu, tôi yêu Việt Nam của chào tất cả các bạn. Mình tên là Tâm, mình đến từ đoàn Bắc Ninh. Tôi tên là Đặng Thu Phương, tôi đến từ Bắc Ninh. Nhân duyên rất là tuyệt vời, tôi biết được thông tin của khóa tu suối nguồn Tuệ Giác tại Yên Tử, khóa 4, từ một người bạn trên mạng xã hội. Về đây tại chùa Yên Tử, mình đã may mắn được đi đến đỉnh Yên Tử và được tắm Phật 2 lần. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Tôi hy vọng những khóa tu lần sau tôi sẽ tiếp tục được tham gia cùng với rất nhiều các bạn sinh viên, các anh chị em, bạn bè và người thân của tôi. Nhất định tôi sẽ chia sẻ và lan tỏa cái chương trình này cho mọi người. Xin chào tất cả mọi người, chúng mình là Phụng sự viên Thiện Tâm và hiện tại chúng mình đang có mặt ở khóa tu sinh viên Yên Tử Suối Nguồn Tuệ Giác kỳ 4. Sau 2 ngày diễn ra khóa tu, mình cảm thấy rất là hoan hỉ khi được tham gia cũng như phụng sự để tạo nên một chương trình ý nghĩa và tuyệt vời. Phải nói rằng đây là lần thứ 2 mà mình được trở về với Yên Tử. Tuy nhiên lần này có một điểm mới lạ là khóa tu của chúng mình trùng hợp với lại đại lễ Phật Đản. Vì vậy mình cảm thấy đây là một nhân duyên mà mình rất là may mắn nhận được. Hiện tại thì mình đang cảm thấy rất là hạnh phúc và khá tiếc nuối khi chiều nay chúng ta phải rời xa. Mình sẽ cố gắng lưu giữ những khoảnh khắc ở nơi đây. Cảm ơn tất cả mọi người. Sau 2 ngày diễn ra khóa tu thì mình cảm thấy rất là vui vì là được gặp tất cả những các bạn nam rất là đẹp trai, các bạn nữ rất là xinh gái. Và mình sẽ lưu giữ những khoảnh khắc tốt đẹp này trong tim ạ. Và mình rất mong muốn là sẽ được có dịp quay trở lại. Phụng sự viên Thiện Tâm lan tỏa yêu thương, phụng sự muôn đời. Yeah.